Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Những ngày giáp Tết bận rộn thì mình cũng không có nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mà mình muốn gói bánh tét hay là làm bánh tét chuối á, thì mình hãy thử làm công thức này nha. Tại vì nó rất là đơn giản, không cần phải cột dây và làm nhanh nữa mà ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh chuối nếp hấp với Diễm nha. Trong công thức này thì mình cần 10 trái chuối sứ, thì ở đây Diễm dùng chuối Đông Đá. Chuối Đông Đá Diễm mua về đó thì Diễm để trong tủ lạnh qua đêm cho nó tan, sáng là mình có thể làm được. Thì 10 trái chuối này nó là 500 g. Nếu mà mình có chuối sứ tươi á, mình làm rất là ngon, tại vì khi nấu xong chuối sẽ lên màu đỏ đẹp nè, lại còn mềm ngọt nữa. Cho chuối ra một cái chảo to, bây giờ mình sơ chế chuối để mình nấu chuối được nhanh hơn. Diễm cho vào 1 phần 4 muỗng cà phê muối là khoảng hơn 1 gram, 50 gram đường. Và để cho chuối nó lên màu đỏ đẹp thì mình sẽ sử dụng 30 ml rượu rum hoặc là rượu trắng cũng được nha. Còn nếu mà mình sử dụng chuối sứ tươi mà nó chín rục rồi thì không cần cho rượu, nó vẫn lên màu đỏ đẹp. Bắc chảo chuối lên bếp á, bây giờ mình bật cái lửa lớn, mình nấu cho cái nước ở trong chuối nó sôi lên. Mình đảo nhẹ ha, giúp cho đường nó tan nữa. Khi mà mình thấy nước sôi như vậy thì mình hạ xuống liền cái lửa trung bình hoặc là lửa nhỏ, quan trọng mình giữ làm sao cho nước nó sôi nhẹ để mình làm cho đường nó tan hoàn toàn. Mình đảo sơ chuối nha, chuối này chuối Đông Đá vì vậy nó cũng cứng. Nếu mà mình sử dụng chuối tươi á, thì mình nên đảo nhẹ tay. Khi mà mình thấy đường tan hết rồi á, thì mình lấy nắp mình đậy lại và mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Mình sẽ nấu chuối này trong khoảng thời gian là 15 cho tới 20 phút. Trong khoảng thời gian này thì thỉnh thoảng mình tới mình đảo chuối, tránh cho chuối nó bị cháy ở bên dưới nha. Nếu mà mình không có chuối sứ hay là chuối sứ Đông Đá như vậy, mình cũng có thể sử dụng chuối tây. Nhưng mà chuối tây thì mình nấu nhanh hơn, tại vì nó rất là mau mềm, mình nên lưu ý giùm Diễm ha. Sau 20 phút thì Diễm mở ra Diễm kiểm tra, Diễm thấy nước nó đã rút hết và chuối nó cũng săn lại như vậy. Lúc này á, nếu mà mình sử dụng chuối sứ tươi thì mình thấy chuối cũng bắt đầu chuyển sang cái màu đỏ rồi đó. Lấy nắp á, mình đậy cái chảo chuối lại, rồi bây giờ mình đi chuẩn bị nếp để mình gói bánh. Nếp á, thì mình cần là 500 g, Diễm sử dụng nếp của Thái Lan ha, mình sử dụng nếp hạt dài hay là nếp hạt tròn đều được. Đây là cái hiệu nếp mà Diễm dùng. Mình vo nếp cho sạch nha, khoảng 2 tới 3 lần nước. Thì dưới cái cách làm này á, mình cần làm nhanh, vì vậy mình sẽ không ngâm nếp qua đêm. Mình vo nếp cho sạch, sau đó mình sẽ cho nước không nóng cũng không lạnh, nước nhiệt độ phòng vào, mình ngâm nếp trong vòng 30 phút thôi. Trong thời gian này á, thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phỗng hợp nước lá dứa để mình làm thêm, giúp cho bánh nó tăng thêm cái hương vị và cái màu cũng đẹp. Diễm có 5 cái lá dứa ha, Diễm rửa cho thật là sạch. Sau đó mình sẽ cắt lá dứa ra nhỏ. Nước đông vào thì Diễm cho là 360 ml nước lạnh nha. Rồi mình mang cái hỗn hợp lá dứa này, mình đi xay cho thật là nhuyễn. Sau đó mình đổ ra cái đây và mình vắt cho ráo cái phần xác, mình bỏ đi là mình được nước lá dứa. Sau 30 phút thì mình thấy cái hạt nếp nó đã nở trắng như vậy. Và nó còn chắc ha, nó không có mềm. Như vậy thì khi mà mình xào sẽ dễ dàng hơn. Mình đổ nếp ra một cái rổ hay là một cái rây cho thiệt là ráo nước nha. Để chắc ăn hơn thì thường Diễm để ở đây khoảng 5 phút. Trong thời gian này thì chuối hồi nãy mình sơ chế rồi, thì bây giờ mình sẽ để ra riêng. Để mình dùng cái chảo này mình xào nếp, thì trong cái chảo nó cũng có cái mật của chuối á, và cũng có đường ngọt. Vì vậy khi mà mình xào nếp, cái nếp ăn nó thấm, nó ngon hơn. Nếp đã để ráo nước đó, mình cho vào trong chảo. Để tạo thêm cái vị béo và ngon cho nếp á, thì Diễm sử dụng 165 ml nước cốt dừa. Về lượng nước lá dứa thì mình sử dụng 350 ml. Nếu mà mình không có nước lá dứa thì mình thay bằng nước thường vẫn được ha. Nếu mà mình thích ăn béo hơn thì mình sẽ giảm cái lượng nước lá dứa và mình tăng cái lượng nước cốt dừa lên, nhưng mà cũng đừng có tăng nhiều quá thì cũng không có ngon. Diễm cho thêm vào đây 5 gram muối là khoảng 1 muỗng cà phê.
Bây giờ mình bắt cái chảo nếp lên bếp và mình sẽ để cái lửa lớn nhất nha. Mình đảo thiệt là đều tay nha. Do cái hỗn hợp nước á, mình có sử dụng thêm nước cốt dừa, vì vậy mình xào rất là nhanh. Mình cứ đảo theo một chiều cho tới khi mà mình thấy nếp nó sôi lên như vậy. Mình vẫn để nguyên cái lửa lớn nha. Và lúc này á, cái hỗn hợp nước và nước cốt dừa nó rút vào hạt nếp rất là nhanh. Khi mà nó rút vào như vậy thì mình xào thêm khoảng 1 tới 2 phút là được. Mình xào cho tới khi mình không thấy cái hỗn hợp nước và nước cốt dừa là được. Mình không có nên xào cho nếp nó quá khô ráo. Như vậy thì khi mà mình ăn, mình để bánh nguội sang 2-3 ngày thì nó lại không giống bánh tét lắm, mà có thể nếp nó bị cứng đó. Đó, khi mà Diễm thấy nếp nó như vậy nè, không còn cái lượng nước ở ngoài thì mình nhấc khỏi bếp được. Để Diễm quay gần cho mình xem, tại vì cái lúc mà mình xào như vậy cũng quyết định là cái bánh nó có ngon hay không nữa. Nó mới nhìn kỹ giùm Diễm ha. Nó không phải thiệt là khô ráo, nó chỉ kết dính lại như vậy thôi. Nếp lúc này thì nó chín chắc khoảng chừng 30% thôi à. Bây giờ mình đi chuẩn bị gói bánh nha. Gói bánh á, thì mình cần lá chuối. Đầu tiên là một cái lá to, có cái kích thước là 20 x 24 cm. Và mình sẽ để cái mặt bóng của lá chuối á, nó nằm bên dưới và cái gân lá nó sẽ song song với mình. Thì lá chuối mình có thể cho vào trong nước nóng đó, mình chần sơ qua. Hoặc là mình cũng có thể rửa sạch, sau đó mình cất vào tủ đông đá. Cái này là Diễm đang nói về lá chuối tươi nha. Còn nếu mà mình sử dụng lá chuối đông đá thì mình để tan đá, sau đó mình rửa sạch, lau khô là mình gói được. Mình cần thêm một cái lá nhỏ có kích thước là 10 x 24 cm. Mình sẽ để mặt bóng của lá ở bên trên. Và gân lá thì mình để theo chiều dọc. Và mình múc 100 g nếp đã xào á, mình cho vào. Thì nếu mà mình không có cân á, thì mình cứ chia cái lượng nếp này ra làm 10 phần bằng nhau. Mình dàn cái lượng nếp này ra sao cho cái cạnh nằm ngang á, nó có chiều dài là khoảng 10 cm và cái cạnh dọc á, là khoảng 12 cm. Thì cũng tùy mình sử dụng cái chuối sim á, nó to hay là nó nhỏ. Cái trái chuối này thì Diễm thấy cái kích thước Diễm để vào rất là vừa. Mình cứ làm cái đầu tiên, nếu mà nó thiếu á, thì mình cứ dàn ra cho nó dài hơn nha. Cho chuối vào ngay giữa và mình túm lại. Sau đó mình sẽ cuộn chặt tay tí xíu ha, như vậy thì nếp á, nó sẽ chắc hơn. Rồi mình cuộn lại thôi, rất là dễ. Nếu mà mình không có nhiều lá chuối đó, mình có thể cuộn như vậy thôi, mình không cần cái lá chuối to cũng được nha. Rồi Diễm dùng một cái muỗng nhỏ Diễm nhúng vào trong nước á, rồi mình tém nếp cho nó bọc hết chuối. Nhúng vào nước á, cho nếp nó không bị dính vào cái muỗng sẽ dễ dàng hơn. Mình cũng làm y chang như vậy với cái đầu bên kia. Thì như Diễm có nói đó, nếu mà mình không có lá chuối nhiều á, như vậy thì mình cứ túm lại là được rồi. Nhưng mà mình có thêm một cái lá chuối bên ngoài như vậy á, thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình cuộn lại, cuộn chặt tay tí xíu nha. Sau khi cuộn xong á, thì mình sẽ thấy là cái mí của cái lá này, mình luôn để cho nó nằm ở dưới ha. Và mình dùng hai cái bàn tay của mình á, mình kẹp lại. Làm sao cho cái lá chuối này nó sát vào trong cái bánh nha. Rồi mình xếp lại thôi. Đơn giản lắm. Lá chuối thì mình cần sơ chế để cho nó mềm và nó dai á, thì mình gói nó dễ dàng hơn. Gói như vậy thì mình không cần phải cột dây luôn ha, đỡ mất thời gian cho mình. Đó, sau khi xếp lại xong á, thì nếu mà cái lá nó còn dư á, thì mình xếp lại cho nó gọn. Chỉnh lại cho nó đẹp tí xíu. Vậy là mình đã gói xong rồi, rất là nhanh. Khi xếp bánh vào trong xửng hấp á, thì mình để cái mí bánh nó nằm ở bên dưới nha. Cái này là 10 cái và Diễm dùng cái xửng hấp tre của Diễm có cái đường kính là 28 cm vừa đủ luôn. Mình bắt một cái chảo nước lên cho thật là sôi. Khi nước sôi á, thì mình mới hấp bánh ha. Và thời gian hấp bánh á, là khoảng 90 cho tới 120 phút. Diễm thấy á, mình hấp 90 phút là chuối nó cũng đã đỏ ngon rồi. Còn nếu mà mình thích cho chuối nó đỏ hơn nữa thì mình hấp 120 phút. Hoặc là mình muốn nhanh hơn nữa thì 60 phút cũng được luôn. Quan trọng là khi hấp bánh á, mình luôn giữ cho nước nó sôi ha. Diễm để cái bếp Diễm ở lửa trung bình. Bánh Diễm hấp được 90 phút rồi. Bây giờ mình nhắc ra khỏi bếp. Bánh vừa hấp xong á, thì mình có thể ăn liền được luôn.
Ăn liền lúc này thì bánh nó rất là mềm, nhưng mà chuối thì Diễm thấy giống như nó chưa có đỏ lắm. Mình nên để cho bánh nó nghỉ khoảng 30 phút ha, cho nó nguội bớt, nếp nó săn lại thì ăn nó ngon, nó dẻo hơn. Đó, bánh mình nhìn mình gói nhanh thôi nhưng mà cũng rất là đẹp. Bánh này khi mà nguội hẳn rồi thì mình lấy màng bọc thực phẩm, mình bọc cho kín lại, mình để ở nhiệt độ phòng được 3 cho tới 4 ngày luôn. Còn nếu mà muốn bảo quản lâu hơn thì mình có thể cất vào trong tủ lạnh, khi ăn thì mình hâm cho bánh nóng lại thì nếp sẽ dẻo ngon. Vì Diễm sử dụng chuối đông đá đó nên Diễm thấy cái màu nó không có được đẹp lắm. Nếu mà mình sử dụng chuối tươi á thì lên màu đỏ hấp dẫn lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món bánh chuối nếp hấp thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.